chọn ba lô theo cung hoàng đạo, cung Sử Nữ. Cung Sử Nữ sinh ngày 28 tháng 3 đến ngày 21 tháng 9. Biểu tượng của cung Sử Nữ. Sử Nữ có tính cách nhạy bén, thông minh, dễ xúc động, thực tế, hơi trầm tính, đào hoa và thích chinh phục. Điểm mạnh: chu đáo, sống có quy tắc, cầu toàn, tư duy logic, phân tích tốt và có tấm lòng nhân hậu. Điểm yếu: khắt khe, khó tính, không linh hoạt, dễ âu lo và căng thẳng. Màu sắc mang lại may mắn cho Sử Nữ: hồng, xanh và nâu. Sau đây mình sẽ gợi ý một vài mẫu ba lô mang lại may mắn cho Sử Nữ. Cung nào hợp với Sử Nữ? Năm 2024 của Sử Nữ như thế nào? Các bạn xem ở cuối video nhé. Nhưng mà Sử Nữ hợp với Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình. Về sự nghiệp, năm 2024 Sử Nữ là một năm cực kỳ bận rộn, công việc chất cao như núi, áp lực hoàn thành chỉ tiêu phải đặt ra. Nhờ thế mà Sử Nữ có thể mong đợi những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Về tình duyên, nếu còn độc thân thì nên học cách mở lòng nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Nếu tìm được nửa kia rồi thì nên học thêm cách xây dựng và đi lên trong chuyện tình cảm.